Bạn pha kem mới đúng hả? Ủa nick tôi mà. U là trời, ủa gì vậy? Hình như có một bạn fan fly ở đây luôn các bạn à. Thôi chịu ơi, không trả thì mất nick. Ok. Rồi đó, thấy chưa? Em ơi, em chửi anh luôn á Phấn ơi. Anh là anh BD này, em không giận anh sao? Ủa, cái gì vậy? Bình tĩnh nè, cái sao khóc? Sao đi ca lại là mình BD đây các bạn ơi. Trời ơi, tôi định qua Mail tôi chơi các bạn à. Tự nhiên tôi qua tôi thấy bà Mail đang ngủ các bạn à. Đó, trong lúc này tự nhiên tôi nghĩ ra một cái ý tưởng hay. Đó chính là ở clip mà gọi là hôm qua của Mail á, Mail có lên một cái clip là đi tìm những các bạn mà đổi tên giống mình như nè đó. Chỉ là Mail thật nè, nhỏ kia là fake nha. Chơi không mọi người? À, khoan để mình chặn bạn này cái đã. Và tôi bây giờ sẽ đi tạo một cái nick clone nha các bạn, và để cái tên giống như trang Mail luôn. Đó, và tôi sẽ tele nick chính của tôi qua đứng kế Mail nè. Đợi Mail sau khi mà ngủ dậy á, thấy một người pha keo đứng kế bên mình luôn, Mail sẽ phản ứng như thế nào nha các bạn. Ai mà nghĩ Mail bỏ chạy á thì cho tôi phím like nha. Còn ai mà nghĩ Mail sẽ ở lại mà chất vấn các bạn đó luôn á thì cho tôi phím đăng ký nha các bạn ơi. Ok, bây giờ vô nè. Rồi, bây giờ tôi sẽ đặt là fly Mail CT nha các bạn ơi. Đầu tiên là mình tạo để xem được không nè. À, tên này đã được sử dụng rồi đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ thay thế một số chữ ha. Rồi các bạn ơi, mình thay thế là chữ O thành số 0 nha các bạn. Đó, đi xem được không? Hey, được luôn rồi nè. Ôi trời, tôi nhìn vô không khác một cái gì luôn. Và đúng chế tự luôn các bạn à. Trời ơi, tôi nói lần này mà Mail tiêu với tôi rồi. Hiện tại mình đã teo qua bên nick chính mình rồi nha các bạn ơi. Đây nè, đó mình có kết bạn thôi. Bây giờ mình hủy kết bạn luôn, chắc chắn ăn nha các bạn. Chứ Mail bây giờ tinh ý lắm. Rồi bây giờ mình xóa nha. Rồi bây giờ mình sẽ ao mặt chính ra nha các bạn ơi. Và mình sẽ đứng kế Mail nè, cho đến khi nào Mail ngủ dậy nha các bạn. Ô, cuối cùng mà Mail đã dậy mọi người ơi. Ủa nhưng mà Mail tiện chạy đi đâu rồi, không thấy tôi hả? Giờ tôi đứng ở đây mà không thấy tôi sao mà chạy đâu trời, thôi chịu ơi. Kìa các bạn ơi, hình như Mail đang mắc mỏ các bạn à. Ơ, ngủ sâu một giấc ngủ đông, cô chúa công chúa ngủ trong rừng xong đi mắc mỏ các bạn à. Hello, hello, thấy ai không? Thằng nhóc nó sẽ ở kìa, quay mặt lại các bạn à. Ồ, chào lại hả, vậy chào tiếp. Ủa chào hoài trời, thôi chịu rồi. Không thấy tên người ta giống mấy người ha, mà cứ chào đi chào lại hoài ta. Ê pha ke hả? À, mình vô thẳng vấn đề đi mọi người. À, để xem mẹ phản ứng như thế nào ha. Bạn pha ke mới đúng hả? Ghê vậy đó. Trời, mình là Ryu luôn. Ghê hả? Tao Ryu nè. Không, mình phải đẩy luôn. Kiểu như là mình là nhân vật phản diện mà các bạn đúng không? Mình không thể nói chuyện lịch sự được ha ha ha. Rồi, làm việc nhau, làm việc nhau. Cười cái nào. Nhưng không ai tin bạn là Ryu đâu hả? Ủa sao không tin? Ủa cái tên người ta giống vậy mà không tin. Kê bỏ chạy ra, không chịu ơi. Pha ke mà còn xấu xí. Đó. Để xem Mail nói như thế nào ha. Kê bắt gì á, tôi phá nè, tôi lấy cái ván trượt kìa, tôi phá. Ủa tôi chưa có ván trượt mọi người ơi. Thôi chứ tôi phá các bạn à. Người bắt gì vậy? Không chịu ơi, bắt con dế cũng khoe nữa. Bạn có đồ mặc giống mình không hả? Ghê mặt cười. Ý nói là mình không có tiền các bạn, mình nghèo các bạn à. Hả? À, mà nói mình xấu xí hả? Đồ đẹp mà tính cách xấu cũng vậy à, đúng không? Đó. Bạn nói bạn hả, đồ pha ke. Ai pha ke chưa biết ai à. Ai đồ giỏm. Vậy sao mới xịn hả? Rồi bây giờ vậy sao mới xịn vậy? Bây giờ ok nha các bạn ơi. Bây giờ bắt đầu là vô vấn đề nè. Thì bây giờ tôi sẽ lôi nha các bạn. Ai đồ gì mà nhẫn vàng hả? Đúng không? Đó, bây giờ mình sẽ nói vô các bạn để khịa đến Mail đi luôn, để xem Mail có bảo vệ tôi hay không ha. Tại Mail đi không có tiền. Ủa cái gì vậy? Ê nha, tôi thấy hết nha. Ý là đổi thừa tôi hả, tưởng đâu bảo vệ tôi. Kêu là anh Mê đi, do anh Mê đi đối với tôi như vậy là quá đã rồi. Không, quan trọng là tình cảm thôi. Nhưng mà không ngờ Mê dám nói vậy với tôi các bạn à, không chịu ơi. Rồi nha các bạn ơi, bây giờ chắc mình phải đẩy vô vấn đề luôn các bạn à. Bây giờ tôi sẽ hù Mail, kêu Mail trả nick lại cho tôi nha các bạn. Trả nick đây Mail pha ke ơi, trả coi. Ủa nick tôi mà, u là trời, ủa gì vậy? Hình như có một bạn fan fly ở đây luôn các bạn à, thôi chịu ơi. Ủa vậy là tôi đối đầu với Mail hợp. Ủa cái gì chửi tôi khùng luôn vậy, tôi làm gì vậy? Chị em ọp nha, ủa bảo vệ gì mà sao mới vô ọp luôn rồi, thôi chịu ơi. Mày có trả nick không? Ở đó mà ngoài cái gì trả nick đây, đồ ăn cắp nick. Nít người ta cái gì cút gì nữa vậy? Ôi chịu các bạn ơi. Trời ơi các bạn có chút ép rồi. Bởi vậy chị Mail giữ ta nhìn dễ thương các bạn à. Ừ chữ mình giữ à. Gì nít người ta mà kêu trả. Ủa thì bây giờ thử lòng thôi. Gì đồ pha ke nói gì ghê vậy? Gì làm căng vậy? Xíu em ọp hả? Để em hả? Gì ghê vậy? Ủa bà này bà bấm điện thoại bà gọi băng đảng tới hay sao ta? Gì mà ghê trời, thôi chịu ơi. Ôi ơi, biến bự luôn à, biến bự mắc gì người ta không biết biến bự hay sao nè, biến bự à, tôi sợ hả? Nè, ai bự hơn? Ê con kia gì vậy? Thôi chịu các bạn ơi, chị cứu tôi với, trời ơi. Ấy ơi, cắt cu te anh BD nè em ơi. Anh đây nè, em có nhận ra anh không? Em đòi đơm anh luôn các anh hả? Thích người ta mà kêu trả. Thôi chịu rồi, thích đó thì sao? Thích đó thì sao? Ghê vậy gì chữ, ghê trời, chịu rồi. Không trả thì mất nick, ok. Sao bây giờ cảnh báo cuối cùng nè. Bây giờ không trả thì mất nick đấy.
cái gì mà ghê, đừng trách gì nghe ghê vậy, chắc sợ quá. Ừ chắc sợ đúng không, rồi lì đúng không, rồi ok nha các bạn ơi. Bây giờ mail khá là lì các bạn nha, tôi hùn như vậy mà không sợ tại vì như có bạn fan ok sao các bạn nha. Cho nên bây giờ tôi quyết tôi sẽ làm một cái điều nha các bạn. Bây giờ tôi sẽ lấy cái điện thoại của tôi đăng nhập vô cái tài khoản của mail để cho mail văn ra nha các bạn ơi. Nhưng mà trước khi mail văn ra tôi sẽ đe dọa mail một câu để cho mail sợ luôn nha các bạn. Bây giờ không trả đúng không, chắc chưa, chắc là không trả chưa. Câu hỏi cuối cùng nè, cái gì vậy, thêm một cái gì đồ pha ke thôi, chịu ơi, kêu binh đoàn quá dữ quá ha, úp sọt tôi hay gì. Rồi không trả gì, 10 giây sau mày mất nít, ok chưa. Bây giờ đếm đủ 10 giây là cho mất luôn nè, 10 9. Rồi đó, thấy chưa. thấy chưa, hai bà này chắc bà sợ lắm rồi chứ gì. Rồi ơi, đếm đúng 10 giây mà lố tiếng các bạn, mười mấy giây lần các bạn à. Thì nít vô mail hơi chậm các bạn à. Nè sao sợ rồi. Hai bà này thấy chị mail của mình bị văng là sợ lắm rồi chứ gì. Đó, sợ chưa, đã làm gì mail hả, kệ người ta ha, giỡn mặt hả. Tôi nói luôn là tôi làm được nha, mất nít rồi chứ mail gì nữa, mail gì giờ này, gì chửi tôi ghê vậy, gì chửi con cún dữ vậy. Thôi chịu các bạn ơi. Đó à, chị mail hả, giữ ha, bảo kê giữ ha, cho mất nít luôn, cười ha. Dám hả, dám chọc be đi hả, là tiêu nha. Mà phấn ơi, cái cát đây. Ừ anh be đi nè, hai đứa có nhận ra anh không, đừng có đơm anh nha. Ừ anh be đi đây, em không nhận được không. Trời ơi em ơi, em chửi anh luôn đó phấn ơi, anh be đi nè, em không nhận anh sao. Chịu các bạn ơi. Rồi ok nha các bạn ơi, không biết bây giờ tình hình mèo như thế nào rồi. Nhưng mà tôi nghĩ chắc mèo sợ đó các bạn à. Tại vì vừa mới đeo dạ mà bay nhích luôn. Tôi nghĩ là mèo chắc bây giờ tím tái mặt mày hết rồi đó. Không biết như thế nào ha. Này cái gì mà này làm gì tôi, hai bà này bắt kẹp tôi hoài. Bạn pha ke thì nhận đi hả. Tôi. Ủa cái gì vậy, khoan cho từ các bạn ơi, cái gì vậy. Ủa cái gì các bạn, Kiều My đang gọi cho tôi nè. Tôi nghe thử nha xem bà nói gì ha. Ủa alo gì vậy mèo. Ủa cái gì vậy, bình tĩnh nè, cái sao khóc. Vừa nãy của em bị gì rồi? Là sao, từ từ bình tĩnh nè, nói gì nói lại nè. Đến vừa nãy của em bị hát rồi. Ủa là sao, ai hát? Không biết, tự nhiên hồi nãy có ai phát em ấy rồi vô rồi hát nít meo rồi. Trời ơi cái gì, giờ tới là bây giờ cái nít mất luôn rồi hay sao? Bây giờ meo vô không được luôn. Trời ơi cái gì mà nghe ghê vậy, trời ơi cho từ. Đợi anh tí, bây giờ là em vô Discord đi, giờ nói chuyện tí rõ ràng nào, cái gì anh lấy lại giúp em cho. À. Nhanh lên. Trời ơi chịu các bạn. Meo gọi tôi mét các bạn rồi, chịu ơi. Tôi mới vừa nghe điện thoại xong các bạn à, đang sạc pin luôn á. Trời ơi mới mét tôi. Rồi bây giờ tôi vô đít nha các bạn để xem bả nói gì với tôi ha. Ờ còn mấy đứa này ơi, mấy đứa gọi đây đừng có chửi anh em, bây giờ kéo một quá trời nè. Team fly qua rồi là bao giây tôi à? Anh là BD nha. Ừ anh xin nấu nữa, anh BD nha, câu trần thôi nha. Tại sao nè, bây giờ nói rõ đầu đuôi cho câu chuyện cho anh hiểu nè, rồi anh tính cho nè. Chủ yếu hồi nãy em đang đi bắt bọ, cái có bạn phát qua, rồi bạn đó nói bạn đó là Meo Real, xong rồi bạn đó hát nít em rồi. Ủa tiện bạn kêu nó là bạn Meo Real thì liên quan gì nát nít. Bạn đó nói là mày không trả nít cho tao thì tao sẽ hát nít mày, xong rồi em đang đứng thì tự nhiên em bị văng ra luôn. Rồi có thử vô lại chưa? Vô rồi mà không được. Đâu bây giờ em vô lại thử coi. Vô nãy giờ có được đâu. Bây giờ nếu mà bây giờ em vô không được á, tức là bây giờ nick em là bị đổ mật khẩu rồi. Còn nếu mà vô được á thì có thể là nó bị gì á, chắc nó hù thôi chứ có gì là thật đâu mà. Sao anh biết? Thì nói chung là nãy khái là hồi xưa anh cũng trong cái ngành mà liên quan vậy mà, cho nên anh cũng hiểu tí. Dạ, anh từng là người đi hát tích người ta hả? Có đâu, thì anh bây giờ anh là người yêu em thì nói chung anh sẽ đưa ra những cái giải pháp mà nó hợp lý nhất để anh giải quyết cho em nè. Vô được nè. Có đâu tè leo anh coi, anh đang trong game nè. Yeah. Ủa sao? Vô được rồi. Ủa sao nãy mèo khóc bây giờ mèo cười dữ vậy? Hồi nãy mèo bị hát nít tưởng đâu là mắt nít mấy chục cũ rồi. Thôi bây giờ nè, thôi nói chung là anh nghĩ là chuyện này cũng không sao mấy đâu. Tại vì bây giờ nếu mà thiệt nha, có hai trường hợp á, một là nó vô ạc em thiệt rồi, nhưng mà bây giờ hiện tại chắc mật khẩu em khó đổi quá hay sao á, nó chưa đổi được, cho nên bây giờ trước mắt là em đổi lại mật khẩu đi ha. Được biết rồi, vậy thôi bây giờ trước mắt thì thôi lên anh bế đi chơi với nè. Em đi đổi mật khẩu đây. Ủa gì thôi chịu rồi, bye bye mèo nha. Bye bye, tạm biệt. Ok nha các bạn ơi. Hình như mèo vẫn chưa nhận ra cái điều gì các bạn à. Thôi nói chung là bây giờ mình cho là mình giấu kín cho các bạn chứ không công bố nha các bạn, cho nên các bạn hãy giữ im lặng nha. Chừng nào mà mèo mà xem được cái clip mà mèo mới biết, còn không là không ai biết đâu. Nhưng mà ông mèo đừng có ông nào bà nào tan vô nha. Rồi ok nha các bạn ơi, nếu các bạn thích mình chôn mèo cái gì nữa thì các bạn nhớ comment phía dưới để mình chôn ha. Thì ngày hôm nay nói chung là tôi hù mèo được một dấu, chắc mèo sợ đâu các bạn à, giờ bớt lì rồi đó ha.